Rồi bây giờ mẹ xào cái me này ha, mẹ có một mẻ nữa rồi. Mẹ kia mẹ nó đỏ không Dạ. vô mẹ to À, bà Sơn xin chào cả nhà ha. À, mấy bữa nay thì Xuyến tranh thủ quay, tại em không ở nhà, quay cái công đoạn lột me rồi nói chuyện với mẹ cho vui, với lại cái cách làm me. Nhưng mà bây giờ mình nói sơ lại cái cách làm ha, để cho bà con mình dễ nhớ. Rồi bây giờ mình nhờ mẹ nhắc lại nè. À, bây giờ mình làm ức me này làm sao mẹ? me mình hái đừng có bị dập, bị Dạ. dập thì nó sẽ bị đen, Xanh chứ chưa dốt hả mẹ? xanh là nó mới tốt, còn Dạ. dốt nó sẽ bị đen. Dạ. Cái bao mà đựng cái hộp nó ra cái thâm À, nó nó thâm đẹp màu xấu. màu xấu. Dạ. Rồi mình hái về rồi sao Nói mẹ? về mình bỏ vô ngăn ngăn lạnh á, Ngăn đông đá. một 24 tiếng Dạ, 24 tiếng đồng hồ. rồi cái đem ra nó đã cứng như cục đá rồi, mình Dạ. bỏ vô nước Dạ. cái mình bóp cái vỏ ra. À, nó đông đá rồi thì nó dọp lên này, bỏ vào nước. Mặc dù nó là me xanh chứ không phải me dốt ha, Nó xanh mà mình vẫn bóp vỏ ra được. bóp Mà vỏ không được thì ra mình cạy ra, không có khỏi cãi khỏi luôn, cạy cứ luôn hả? bóp gì cái nó dọp hết Hay trơn. vậy. Dạ. Là cái ruột nó bị dập á. Mình có ngâm nước gì không mẹ, hay là chỉ ngâm nước thường thôi? Rồi cái mình giọt cái vỏ xong rồi mình thải qua ngâm nước muối. À, vậy là ban đầu mình chưa ngâm nước muối luôn, mình ngâm nước thường rồi mình bóp, Bỏ vô nước cho nó nó đã qua đông. đông. Dạ. Bóp ra. Bóp lấy cái ruột ra, thải nước muối. Nước muối mình hơi hơi mặn mặn hơi. Dạ. Mình ngâm đó, mình ngâm đó một đêm. Rồi cái cho nó ra cái nước chua Dạ. với nó dị mềm lại đặng mình lấy hột. À, vậy là sau khi mình bóc cái vỏ xong, mình mới ngâm nước muối một đêm để cho nó mềm dẻo ra, lấy Với hột mà không bớt gãy, chua. với bớt chua. Dạ, nước Rồi. muối thì mà nói là hơi mặn mặn, mặn Hơi mặn. mặn mặn, hơi hơi mặn mặn. Dạ. Rồi cái mình mới lấy hột ra xong đó mình thải qua nước lạnh. Dạ. Mình rửa hai nước. Rửa nước thường hả mẹ? Rửa nước nước lạnh thường. Rửa nước thường. Rửa nước lã xong rồi bỏ qua nước lã khác mình dắt. Dạ. Mình sắp 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 cho nó ngay ngay vậy này mình Dạ. dắt. Dắt Mình dắt nước cho nước nó chung vô trong mấy cái ruột đó nè. Dạ. Mình dắt nước ra. Rồi dắt nước ra nhẹ 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 tay vậy. Xong mình cân 1 kg me này nè. Dạ. Ký me 800 g đường mình trộn vô. Cái Ừ. này hồi nãy Một là ký me là 800 g đường. cái này hồi nãy 1,2 kg nè. Dạ. Thì mẹ cân 1 kg đường. À, mình lấy tỷ lệ đó mình tự nhân nha. Một ký me là 800 g đường. Sau đó mẹ ăn trộn vô đường mẹ ngâm hả mẹ? Ngâm bao lâu nữa mẹ? Ngâm 3 tiếng đồng hồ cái nó tan ra nước nè. Dạ. Rồi giờ mình bắt cái nước này lên Dạ. cho nước nó hơi cạn cạn lại đi, cái mình bỏ me vô. Dạ. Bỏ me vô trộn qua trộn lại, vừa trong là mình vớt, Dạ. vừa trong me mình vớt. À, mẹ giờ thắng nước đường cho nó rút lại bớt ha, mới bỏ me vô xào. À, nãy thì em đang quay phim thì bà con mình có mua lạp xưởng, thì bà con mình nếu mà gọi Hoàng Sơn không được á thì Hoàng Sơn sẽ gọi lại nghe, tại nếu mà có cuộc gọi nhỡ thì chắc chắn em sẽ gọi lại, nhiều khi em đang quay phim nên bà con mình thông cảm nghe. Hoặc là có thể để tin nhắn cho em địa chỉ nhà để mà thường thì em sẽ gọi lại. Rồi, cảm ơn bà con mình đã ủng hộ nghe. Nãy mẹ nói gì mà? Mẹ bưng cái rổ hột me đi cho con coi. Dạ. Nó là sao mẹ? Con coi nè. Dớt bọt. Đây nè. Me này nè. Là cái hột me nó bị vậy nè, nó Tức là nó mới dốt ra hả? Nó vàng hả? cái ruột nó mới bị cái ruột mà đựng cái hột á Dạ. nó bị đỏ. À, cái me này mẹ Rồi. làm hơi bị đỏ tại Nè. vì nó Tại hột me nó già. già rồi. Nó già nè, đó. Dạ. Nó vậy nó mới bị đỏ đó. Ừ, do đợt này mình làm hơi trễ ha. Nó là vậy nó ra đỏ vậy đó. Dạ. Còn mấy hộp Cần cái mẻ me sau á, ký sau mẹ mua thì nó ngon hơn. ngon hơn nè. Cái hộp nó trắng vậy thì Dạ. me nó không có Bữa bị rồi đen. vô dốt thì nó cũng bị Nè. nó dốt dốt hết rồi. Nè mình lựa hộp me mà nó được như vậy á thì Dạ. me nó mới ngon. À, chứ công tình làm ra mà cái bị đen thì uổng ha. Đó, mấy cái Nè, này hộp này nó còn xanh nè, hộp này nó sậm màu xuống này. vậy nó mới ra cái vỏ của cái hộp me này nó sẽ Dạ. thăm cái trái me. Cái mẻ này mẹ làm trước. Nó dở nè Ừ. nhưng mà ăn cũng ngon. Mình ngào xong rồi mình làm gì nữa mẹ, phơi hả mẹ? Có cần phơi không mẹ? Phơi mẹ lắc hả, nước đường hơi kẹo kẹo rồi cái mẹ bỏ vô lại mới như đây mẹ bỏ khoảng 4 lần Dạ. mẹ bỏ vô cái nó sôi qua sôi lại cái me nó chín nó trong ra vậy, Dạ. nó trong vậy cái mình vớt nó ra, Ừ. mình vớt nó ra mâm. Rồi cái nước đường còn lại nó sẽ kẹo hơn chút nữa rồi Dạ. mình để đi. Cái tại này xấu nè mẹ cho nó Dạ. xấu luôn. Như sao không? Con cầm giấy chặt nha. Dính chặt.
Nhìn chắc nha. Không ra ta. Rồi ra rồi nè. Rồi. Rồi con chơi đi để mẹ nội làm tiếp. Vậy là bây giờ mẹ nói là cái nước đường kia mẹ làm cho nó sạch là trước. Rồi mình mới thả me vô cho nó trong. Thả mấy lần me lại. Dạ, thả từng lần hả? Từng lần. Mau lắm, nó sôi và dạo cái nó trong me lại cái là mình vớt nó ra. Dạ. Mình vớt ra trước. Nó chín rồi nó trong. Tại sao mình không xào nó từ đầu tới cuối luôn mẹ? Mình xào cho nó cạn luôn. Xào cạn luôn không đẹp. Nó xuống màu hả? Dạ. À, vậy là mẹ làm cho nước rặt lại ha, rồi mình mới trụng từng miếng vậy đó, mớ vậy đó. Để cho nó trong rồi rớt ra. Sau đó mình sẽ làm nó sệt lại. Sệt rồi lại mình mới để riêng mình tưới lên. Để riêng khi mình thôi cái này nó vừa vừa khô. Cái mặt đó rồi mình tưới nước đường khác lên. Nước đường lên, nước đường lên. Nước dạ. Nước đường lên. Dạ. Là nó mới đẹp. Dạ. Còn làm như vậy là ẩu nè, nó không đẹp. Vậy là sao mẹ làm xào từ đầu tới cuối hả? Không, mẹ cũng gấp nó ra rồi nhưng mà mẹ đổ nó vô luôn một lượt mà thôi. Nó không có đẹp. Ừ. Vậy là mình phải nó không có láng, nó không có trong. Mình phải cho vô từ từ. Khi ở lớp này khô rồi mình cho cái lớp khác lên nó mới bóng. Mình tép nước đường. Con này mẹ đổ vô luôn mẹ ghét mà cho nó vô luôn vậy nó không có đẹp. Tại mẹ thấy này là ở xấu rồi. Cho xấu là rồi. Nó đã xuống màu rồi mà giờ nó lại không có bóng nữa. Nó không có trong. Nhìn nó không có lá, nó dạ. Nó sẽ bị lông lá. Dạ. À, còn khi mình phơi rồi mình trét trét lên nó mịn, cái mặt nó mịn đó. Dạ. Ăn thì nó cũng vậy. Ừ. Nhưng mà nó không có nhìn không có hấp dẫn. Ừ, cho được nó không téo. Vậy là cái nó ít nhìn cái nó trong dạ. Liền. Nó đều hơn phải không? Đúng rồi. Nè. Dạ. Đúng giống như me nó vừa được lột chín vậy đó. Ừ. Mà ngộ là có nước đường nó không có bị rã như mình nấu canh. Yeah. Ừ. Chứ nếu mà me sống thì bỏ vô nấu canh vậy nè thì nó cái này rã là thành đau luôn. Cái này đẹp như thế. Dạ. Kêu bằng cái me dòng nè. Phải mà được vậy không là nó đẹp lắm. Nay khi Út ra chơi, mẹ nhờ Út làm me, gọt me, làm mứt me. Trước khi cho làm me, khói lộn cái bánh bao rồi. Dạ. Thật không. Ra tao không có từ chối về được bởi vì tính ra xíu vậy nè. Cái bánh bao thì kinh. Rồi làm sao mà đi về đây. Rồi, Út bị hối lộ, mẹ hối lộ vậy Út. Người dạ. Đổ nằm mà chi mốt tay trình. Dạ, ngâm nước nhiều quá mẹ, mốt tay. Nước như là me á. Dạ. 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 Mốt hết trên nè. Mốt tay luôn nè. Mốt tay hết trên rồi nè. Cái này đông đá mẹ mới đem ra nè. Dạ, cái này mẹ mới đông đá nè. Phần này mẹ lột nãy giờ rồi nè. Dạ. Lột nãy giờ. Cái me dốt dốt rồi nó dở quá. Mà dạ. Mai hết me rồi. Dốt, nó dốt mà nó không được. Nó hư rồi, rồi nó hột già rồi nè. Dạ. Với lại nó vàng, nó không có trắng. Dì Út cắt cái hột ra được như đây nè. Biết lấy hột nè. Dạ. Dì Út lấy hột ra nè. Cực quá không? Tết nay Út Khanh tính mặn gì? Mất gì? Không, không mặn gì. Không mặn không làm đâu. Làm cực quá rồi con. Thôi nhìn hết đi. Không làm đâu, không làm mứt đâu. Làm mứt cực quá không ha? Cực quá. Có làm là mứt dừa nó. Dạ, mứt dừa dễ làm đó. Dễ. Nè mình ngâm trong tủ đông cái ruột nó ra. Đây mẹ cho con coi coi. Ruột nó dễ ra phải không ạ? Mẹ ngâm mấy tiếng hồ mà. Ngâm hôm qua nay đó. 24 tiếng. Dạ. Nè. Bóp bóp cái ra. Ra nhỏ trơn. Dễ lột quá mẹ ha. Dễ. Ngày xưa không có tủ lạnh cái tách nhỏ con. Tách cực lắm. Cực lắm. Mà trước khi tách là mình ngâm me với nó phải nghe muối. Con có nghe nói là luộc nữa trước nữa. Luộc sơ. Dạ. Trần đó. Nước sôi đổ vô. Dạ. Rồi vớt ra liền á. Nó cũng giống như tủ lạnh vậy ha. Dạ. Mà cũng khó nại lắm. Con thấy ngâm trong tủ lạnh vậy là dễ lột nè. Năm bây giờ khó có khí chua hả năm? Khí chua là mứt ngon nè.
thế chua với lại là tầm ruột ấy không khó có kiếm ra là mức mà không ai có hết trơn á. Chính chị tách hộp me ra hả? Dạ, là mức me. Cái này mẹ ngâm muối này cho nó dịu rồi nè. Dạ. À, giờ cái mình trái ngon quá chị ha. Ừ, cái trái này nó dài ngon á. Giờ cái mình vít hộp muối ra. Cho nó dẻo là mình dễ lấy hộp. Nó dẻo á, nó vít hộp ra. Mẹ lấy á ha chị ha. Ừ. Dễ ha, để trên tay có làm thêm để Tết nè. Đó, mẹ gọc ra mà chính lấy. Dễ ha. Để nó gọc nó dễ thì đến tay sao đến đâu. Chứ gọc cũng không phải. Mềm là mình ngâm muối cho nó mềm là dễ nó mềm hộp. Mình ngâm muối nên dịu xuống hả mẹ? Cho nó không có giòn. Mình cái này là me sống mình mới làm được hả mẹ? Nè hộp nó đỏ hả? Hộp nó chưa có đỏ, chưa đỏ tương làm me nó mới trắng. Dạ. Còn vậy rồi cái một lát nữa cái nó bị vàng thôi mẹ, nó đỏ. Cái me bị đỏ hả? Ủng quá ha, thấy trái me tốt quá trời luôn. Ủa mà bữa nào mình mà không có kéo tại vì trái me nó già. Dạ, hộp cũng già nè. Hộp già rồi. Năm nay mất làm lạc xưởng rồi có em bé. Nhà nữa nè. Có em bé nhà. Nữa nên lu bu không có làm mứt bánh nhiều. Nè cái hộp này ngon nè. Hộp trắng nè. Hộp trắng vậy ngon nè. Cái me này sẽ không có bị vàng. Dạ. Cái mấy trái mình đã vừa vậy dễ lấy hộp chị. Mấy trái chín quá nó dạ. Khó nó bấy nó chính khó lấy hộp nè. Mấy này dễ nè. Chín quá nó bấy mà chín. Nhưng mấy trái này dễ lấy hộp. Dạ. Dạ đúng rồi. Hôm qua chị luyện cỡ gần 2 ký vậy. Mấy trái này dễ lấy hộp ha. Dễ lấy hộp ghê luôn đúng không? Cái này có 6 ký. Nó thầy về tay là vô cái trái me. Dạ do trái me. Mấy ngủ dậy buồn hiu vậy ta. À con. Mấy ngủ dậy buồn hiu vậy. Sáng Hà. Sáng Hà ơi. Nè nè nè. Nói chuyện nội đi con. Nè nè. Một hai tắt. Một hai tắt. Một hai tắt. Một hai tắt. Nói chuyện với nội đi. Nói chuyện với nội đi. Gạt nè con. Nè gạt con. Nè gạt lên Hà. Ừ. Ừ. Chị gạt hoài à. Ừ. Nội gạt này, con. Nội gạt con hoài à, con không tin á. Không tin nữa. Con không cười nữa. Một hai ba là con thích rồi. Ừ. Mà nội không ẵm con. Ừ. Sao nội không ẵm con? Ừ. Sao nội không ẵm con? Sao nội không ẵm con nội ơi? Chút nữa ẵm nha. Để chút xíu nha con. Mày dắt mẹ. Để đợi chút xíu nha. Ơi, nằm đó đi nè. Nằm đó đi. Để dắt mẹ. Để làm mứt cho ăn ha. Để dắt cho mẹ ha mẹ. Dắt im im vậy nè. Dạ. Cái ra nước ở trong đây nè. À, vậy nè. Mình sắp nó vậy nè. Nhưng mà mình làm chín rồi mẹ cũng lấy kéo mẹ cắt ra nhỏ ha. Dễ ăn mẹ. Dễ gói. Nhỏ vậy nè. Mình cắt vậy nè. Dạ. Mình gói hồi năm rồi mình để nguyên hả. Khó ăn lắm. Cái me nó dài thì nó dạ, có sơ rồi. Nó dài quá ăn ngán. Có sơ á. Dạ. Sơn Hà làm sắp bên nội kìa. Con nội làm kìa. Dạ. Cạn lại vớt me ra, me mình bỏ vô lận ít vậy nè. Dạ. Cái nó vừa trong mình vớt nó ra, còn nước lại cái kẹo nó cái mình mới để ra tô á. À, cái mức này mà ăn chua chua hoặc ngọt ngon lắm á mẹ. Mình phải tham sao chấp vậy nó đẹp hơn mà mình đổ vô hết mình phơi nó không có bóng, nó không có đẹp. Dạ. Nó không có lá giống như mình quét từ từ. Sư Hà ngồi nói chuyện với bà nội kìa. Nhưng mà nội nói chuyện với mẹ không à. Cười kìa.
Trời, nó ghét quá trời. Nói chuyện với nội với giữa à. Giận nội luôn à. Nói chuyện với nội hả con? Mà nội không nói chuyện với con á hả? À, nội nói chuyện với mẹ không hả? Bỏ con nằm một mình hả? Bỏ con nằm một mình vậy á. Trân Hà ơi. Trân Hà ơi. Dạ đi con, dạ. Nó nói nhẹ nhẹ đi. Nội đi. Này ấm nha. Chút này ấm nha. Nằm ở này mát ha. Gió mát quá trời luôn. Dạ, đây gió mát quá trời. Ồ, nay anh Sơn sắm cho cái bàn làm đặc xưởng nè. Vậy cái mình lấy đặc xưởng mình để đó, mình cắt mình canh được cũng tiện. Dạ. Cái bàn đẹp quá mẹ ha. Nếu me này mà mình ngâm lâu thì nó sẽ hết chua, không có ngon. Dạ. Mà nếu mà mình vắt nó không có sạch, nó còn chua thì mình khó lấy ra. Dạ. Mình chượng ít chua thôi, nếu nó không chua mình nặng thêm cái tắc. Nó thơm nữa không mẹ? Thơm với nặng nó lại chua chua. Chứ mà mình làm nó hết chua cũng không. À, 1 ký me gì bao nhiêu này, đường mẹ? Này 1 ký 2 nè, 1 ký me mà 800g đường. Này 1 ký 2 nè. Dạ, lấy 1 ký đường hả mẹ? Đây 1 ký đường này, lấy mẹ xúc ra cái yếu yếu nè. Dạ. Để đem ra cái yếu yếu này. 900g. Rồi chút vô nó ha, nó. Rồi, giờ lại miếng đi. Dạ. Rồi chút vô ướp đây, để đây đi. Lát sau nó cho nó thấm rồi xên nó. Xên từ. Rồi đem phơi. Này 900g đường đó. Phơi chừng 2 nắng là này cái 2 me nè. Dạ. Cái này mình trộn đi rồi cái tối nó tan ra nước á. Rồi mình mới bắt bếp mình xên là nó xên vậy chứ mình thả nó vô khi mà nó trong me là mình vớt ra liền mình bỏ ăn mới khác chứ không phải xên như mứt dừa giống như mình nấu nửa cua một khéo vậy đó. Trong các video của mấy năm trước thì Hoàng Sơn có chia sẻ rồi mà sợ bà con mình không có tìm thấy nên là sẵn ở nay mẹ làm ít tại tới mùa me nè không làm sẽ hết rồi sẵn nhắc lại cái cách làm ha. Nhưng mà nếu mà bà con mình muốn xem mứt gì á, ví dụ như mứt cà, mình gõ mứt cà Nam Việt nè, mứt me Nam Việt. Dạ ta mày làm nhiều mứt lắm. Mứt cao, cao mứt đu đủ, mứt dừa, mứt gừng rất là nhiều. Mảng cầu. Dạ. Mứt thơm. Cả nhà mình chỉ cần gõ vô mứt bánh mứt gì đó. Nè nó trong vậy. Ồ, nó đẹp mới quá, đẹp nè, nó màu vậy nó mới đẹp nè. Còn mấy cái trái này nó xấu quá đi. Dạ. Nó đỏ. Mấy trái này đẹp nè. Ừ. Mà phơi vậy thì nó không đẹp chắc luôn. Giống như mình nấu nồi cơm nó không bị khéo, nó bị sình sình cái nó lông lá. Yeah. Còn mình nấu nồi cơm hả không bị sình á, cơm mình nó ráo. Là vậy là giờ mình nấu cho nó sạp sao không mẹ? Nó hơi cạn chút. Hơi cạn. Ừ. Vậy đó, cái mình bỏ me vô. Trở qua trở lại cái nó vừa trong, vừa yeah. Trong giống vậy nè. Cái mình vớt nó ra. Mà bà con mình bây giờ có một số nơi vẫn còn me làm được nha, chứ nếu mà làm trễ hơn là không có me làm đâu. Có me làm được là bên dùng đất rẫy. Đất rẫy còn hả mẹ? Nó có trái muộn hơn nó mới làm. Yeah, yeah. Ừ. Mà mình chọn mấy hột mà nó chưa có bị đen á. Dạ. Bị đen thì cái bao của cái hột me nó mới đỏ vậy nè. Đẹp không sao không? Ngon không? Đẹp. Ừ. Đó, mình thấy cái rổ hột của mẹ. Dạ. Ừ. Xong bữa nay ở nhà phụ nội gì không con? Cái này mẹ không có ăn, mẹ không có xài nữa mà mẹ nhớ bao cái mà để lại ăn chưa nhỉ. Hồi xưa thích ăn ba mấy luộc. Cái hột ba luộc. Ba luộc ăn này. Ừ, nó thích ăn vậy đó. Hột me dốt dốt vậy nè. Đây đó, ba kiên thuốc á, cử thuốc á. Ơi. Rồi cái buồn miệng cái hột me xanh này nè, à, luộc rồi nhai. Luộc cái ăn dẻo dẻo. Dạ. Còn me non không có ngon, me mà dốt dốt nó dẻo. Dạ. Này bỏ vô mình quậy không bao lâu mẹ, mấy phút mẹ. Nó xôi xôi nhìn thấy nó trong gì vậy kìa. 5 phút không? Không có đâu. 2-3 phút hả? Chừng hơn phút à. Nó sôi lên là dạ. Hơn phút à. Giống như vừa chín vậy đó mẹ. Nó vừa trong gì là mình vớt ra đó. Đấy là giống như trái me vừa chín tới vậy phải không? Ừ, cái này là mình trong mẹ vớt ra. Nó còn đục. Ủa nãy giờ mẹ làm mấy mẻ rồi hả? Mới có 1 cái à. Nãy giờ mẹ thắng nước đường cho nó càng. Mẹ đây nó trong suốt vậy nè. Nước đường á? Dạ. Đường nó lỏng á. Giờ cái mình xếp nó về mình đem phơi. Cái mẹ sẽ làm cái nước đường rặt lại, cái mẹ phát lên. Đó. Ừ. Thì nó khéo hơn. Dữ, ha. Khéo hơn mình trộn như cái hồi nãy mẹ nói con là
Là trộn vô đại chứ tại nó xấu rồi mình trộn luôn á. Mình phết nhiều lớp thì nó sẽ bóng lưỡng luôn. Bóng, trơn, nó không có đổ lông. Dạ. Còn mình ẩu mình trộn như hết thì nhìn nó không có đẹp. Dạ. Thì nước đường nhiều ban đầu nó sẽ chảy xuống cái khay hết rồi sau mình khi làm dính nó sẽ lết phết luôn. Mình khơi cái ráo ráo mình tri, mình khơi ráo ráo mình tri nó mới đẹp. Dạ. Còn mình đổ nước đường vô luôn như nãy mẹ nói á. Nó đổ lông trái me. Dạ. Nó không có bóng. Dạ, mình phơi bao nhiêu nắng là xong ạ? Nếu nắng chang chang như bơi là hai nắng nó sẽ khô. Dạ. Như cái đó hồi chiều nó phơi có một lát đó. Vậy mình làm hơi hai nắng rồi cho bà con mình coi tiếp cái kết quả nha. Dạ, rồi giờ để cho mẹ làm. Để mẹ vớt này coi cho xem. Ủa nhanh vậy đó hả? Nhanh. Mẹ mới bỏ vô cho sôi lên rồi vớt ra. Sôi lên nó trong rồi nè, thấy không? Dạ. Dạ. Mẹ bớt lửa đi em cho nó. Sao không cho vô một lượt mà cho từng miếng từng miếng vậy mà? Vì cái nó ít nhìn cái nó trong liền. Nó đều hơn phải không? Đúng rồi. Dạ. Đúng giống rồi. Như me nó vừa được lột chín vậy đó. Mà ngộ là có nước đường nó không có bị rã như mình nấu canh. Dạ. Chứ nếu mà me sống thì bỏ vô nấu canh vậy nè thì nó cái này đẹp. Rã là thanh ao luôn. Cái này đẹp không? Dạ. Kêu bằng cái me dòng nè. Thấy mà được vậy không là nó đẹp lắm. Dạ. Bữa nay mẹ tuốt sơ ra hết luôn. Để sơ quấn miếng tái thì nó nhìn nó đẹp nhưng mà ăn cực quá ha. Ăn nó dính tay. Mình có hai kiểu ha, một đó là mình tuốt hết sơ ra. Mình có thể để nguyên trái hoặc mình làm ngắn á, cái mình cắt ra, mình lấy giấy mình cuốn đó. Còn không á mình để nguyên trái nó dài á, mình ăn cầm luôn cái cuốn nó sẽ đẹp. Rồi, bây giờ để mình đem phơi một hai nắng á, hai nắng đi. Rồi cho bà con coi kết quả nha. Này có dì Út 15 với mà chính phụ chị Thanh Ca xíu đỡ nè ha. Một tô là 1 ký hả chị? Dạ. Bữa nay con nói mẹ mỗi ngày làm một món á Út. Mà mẹ vô cái thấy tôm mẹ mua. Rồi me, rồi cà. Mẹ thấy cái nào mẹ cũng mua đó. Trời ơi, mẹ làm có ngày xong mà làm nổi. Cà nó rẻ dữ lắm. Vậy không? Bảy ngàn ký à. Rẻ dữ vậy. Vậy là 7 ngàn 2 ký hả ta? Nghe rau nghe 2 ký. Để chút hỏi mẹ ha. Đúng là xịt 7 ngàn 2 ký 3 ký 10 ngàn. 3 ký 10 ngàn rẻ quá trời. Ủa 3 ký 10 ngàn hả mẹ? Rẻ dữ vậy. Trời ơi người trồng khổ dữ ta. Rồi con nói mẹ mua quá trời sao mà làm nổi. Ở xe chở lại mới rẻ, còn ở tại chợ thì nó rẻ vậy. Dạ. Mẹ. Mẹ phơi khô chưa mẹ? Khô rồi nè. Mấy ngày mẹ? Phơi 3 ngày. Dạ. Khô rồi. Này nếu mà mình ấy là mình quấn bịch ni kiến ha, bịch ni lông. Bảo quản. Mẹ bữa nay không đẹp. Mẹ nó muốn dốt rồi. Dạ. Thành ra nó không nó màu hơi sạm phải không? Nó không có đẹp. Cái này thua, thua mẹ rồi. Nói me mà nó vừa xanh mà nó ngon. Dạ, dạ me được rồi, còn này cái hột này nó chuyển qua dốt. Này hột đỏ hết rồi. Dạ, hàng kia ở trên chùa từ thiện mà mình hay đi đó. Chùa Pháp Tánh họ làm quá sớm luôn, làm cách đây 1-2 tháng luôn á mẹ. Mấy trái me này mới đẹp nè xem. Dạ. Cái này nó còn có ai ăn thử không? Ôi Sơn Hà quậy rồi, la lớn quá Sơn Hà quậy. Mẹ xíu 2 ký. Sơn Hà quậy rồi. Canh à. Đúc luôn, đúc luôn. Giờ ấy. Nghe này có trái cá có thịt nhiều không? Vậy hả mẹ? Vậy là cái này cuối cùng là ngon nhưng mà hơi màu hơi tối hơi uổng ha. Cái hộp nó bị da. Dạ. Đỏ à. Cái hộp da nó bị da quá. Cái da của cái hộp nó đỏ. Dạ. Cái nó này ra. Rồi, vậy mà dẹp ha. Dạ. Bữa nay mình làm rất là nhiều việc ha. Mấy việc tồn động bữa trước, giống như là me mình làm nay là 3 ngày rồi. Mấy 3 4 ngày rồi. Mới xong. Rồi, mới cà. Dạ. 10 ngàn 3 trái hả mẹ? 10 ngàn 3 ký. 3 ký, quên. Vậy là mấy ký mẹ? 3 ký 10 ngàn. 10 ngàn thế hả? Đúng 3 ký luôn. Trời ơi. Canh mẹ cứ canh mẹ. Sao mà rẻ dữ vậy ta? Trồng trời ơi, nếu mà con trồng chắc con khóc luôn quá.
sao hả con? Dạ. Mình đi gửi chiếc xe là hết 5-10 ngàn rồi, bơm cái bánh xe cũng vậy. À, mà nhiêu đây cà trồng cực khổ biết bao nhiêu. Rồi còn mình hái tới chỗ bán nữa. Vậy cái người bán được nhiêu ta? Người trồng được nhiêu không biết. Cực quá, hái quá cực. Tại chỗ đâu tới 3 ngàn chị. Tới chỗ mình xài rồi đó. Chắc nửa giá đó. Dạ. Quá khổ ha. Tân nghiệp người nông dân quá. Cà ngon đẹp quá trời luôn rồi. Vô đây cũng có 10.000 đồng. Quá cực khổ. Nói mẹ giờ tới Tết mỗi ngày một món Tết cho bà con mình coi thôi. Mà một ngày hôm nay mẹ dồn lại 3-4 món con nói trời ơi. Dạ. Bưng luôn một sao nổi luôn với một bịch. Nãy giờ lạnh quá ăn chừng luôn nè. À, có những món có thể năm nay em bị sót không làm lại thì cả nhà mình có thể xem lại video năm trước nha. Cái gì đó gì? Lá xương sâm. Lá xương sâm mà có trái vậy hả? Nè. Kinh quá. Lạ quá ha. Ừ. Trái này mình để trồng á hả mẹ? Trồng được nè. Vậy mình lấy hồi mình rải ra nhiều nơi. Thấy thương quá. Nhìn giống trái nho quá ha. Giống chùm nho quá. Nãy mẹ hái. Xương hà vậy rồi. Hái một bịch chín mấy cây trái. Dạ. À, mấy ngày nay thì nhà mình tăng ca lập xưởng quá chừng à, nên là hơi bận rộn, quay video hơi gấp gáp chút ha. Bà con mình có mua mà ủng hộ Hoàng Sơn ở Sài Gòn thì ghé 22A Tân Kỳ Tân Quý, phường 15 quận Tân Bình nha. Ngay ngã tư Tân Kỳ Tân Quý Trường Chinh á. Cái góc Cộng Hòa với Trường Chinh ha. Cũng dễ tìm. À, rồi hôm nay thì chia sẻ cả nhà mình cách làm mứt me tham khảo. Mọi năm mẹ làm mứt me nhiều lắm mà năm nay hơi trễ, vô nhà dốt 15 thì chổng dốt hết rồi. Bởi rồi đi bắt cá mẹ dốt luôn rồi. Dạ. Thôi tạm biệt cả nhà mình nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai ha. Còn nếu mà cả nhà mình có mua ủng hộ lập xưởng với cá dứa thì theo số điện thoại là 090 120 1410 nha. Em chỉ bán có hai món đó à, chứ không có bán mứt me. Rồi, tạm biệt cả nhà. Mai cà rẻ lắm, bán con cà. Vỗ cười của con cà. Mai cà rẻ lắm. Trời ơi, sợ mẹ xỉu. nghe mẹ sợ rồi. Mẹ coi gái Hương Sơn Hà đó cà. Rồi, tạm biệt cả nhà mình nghe. Đủ ký chưa Út? Đủ. Đó lọt ra cái Út. Không, vô Út sắp cho nó đẹp lại. Cho nó cân đối. À, cái này tại vì Tết luộc nó không có có cái chiếc ướm, chiếc mập nè. Dạ. Tết thì ngoài cái tem Nam Việt này của mình ra, mình có thêm cái tem chúc mừng năm mới nữa nha. Nhưng mà tem đó mình sẽ dán trước khi đến tay của bà con để cho nó không bị ướt. Cái này vậy rồi.